Vâng, chữ ống kính của bonsai linh vự đó là cái tác phẩm cây xanh cổ Linh Vũ Đằng Sơn của anh Nam Lê. Đây là một cái tác phẩm cây xanh quê. Anh Nam Lê đã sáng tác được hai cái tác phẩm nổi tiếng, một là cây ngai vàng, hai là cây Linh Vũ Đằng Sơn. Cây ngai vàng thì đại diện cho dòng xanh Nam Điền, và cây Linh Vũ Đằng Sơn là đại diện cho dòng xanh quê. Một cây xanh quê được anh tạo tác rất là kỹ và rất là có hồn, hồn cốt phải nói là thực sự là một con linh vật, nhìn có hồn, có uy lực. Khi các bạn nhìn vào cái mặt bên kia, theo tôi thì cái mặt bên kia mới là cái mặt chính của cây, mặt đẹp. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại quay cái mặt này vào phía ra ngoài. Cái mặt kia thì cảm giác cái con linh vật nó rất thể hiện rất rõ các bạn ạ. Nếu như cái phần này thì nó chỉ khoe được cái phần ức thôi các bạn nhé, cái phần ức và cái phần tay. Nhưng nếu để thể hiện được rõ con linh vật thì phải quay cái mặt kia, tí tôi quay sang các bạn sẽ thấy. Bên này thì được khoe được tay cành, nó hơi nghiêng, nó đảo cây. Và bên kia thì lại có một cái đặc biệt, đó là nó có một cái cục lu biếu rất to, nó thể hiện được cái độ già của cây. Đấy, và cái mặt bên này thì nó biểu diễn được như một con linh vật này các bạn này. Nó đang biểu diễn, đang múa, đang ngênh ngênh, đang múa đấy các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, đây là cái miệng này, đây là cái mắt này, hai cái mắt này. Đấy, đây là cái ngực của cái con này, nó đang nghiêng nghiêng đầu, có cái sừng này. Cái này như là hai cái sừng này. Đấy, một cái tay nó uốn éo, cảm giác nó đang múa các bạn nhé. Nhìn bên này thì rất thể hiện rất rõ một con linh vật đang múa. Nhìn bên này thì nó rõ rõ nét hơn các bạn ạ. Nó có cảm giác có cái hồn, linh hồn của con linh vật. Đấy, bên này thì nhìn rất rõ. Và đặc biệt bên này là có một cái cục lu rất to. Là các bạn quan sát cái cục lục cu, cục lu như thế này, phải nói thực sự là nó như là hóa đá các bạn ạ. Mới đầu nhìn thì cứ tưởng nó là cục đá các bạn nhé. Đấy, nếu mà đứng xa các bạn không phát hiện đâu là cái lu của cây và đâu là đá, nhìn là rất đặc biệt. Đấy, tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái tay cảnh chi dăm được anh làm chi tiết tỉ mỉ. Một tác phẩm cây xanh quê thôi nhưng cái giá trị của cây xanh quê rất cao. Đó, ở cái vị trí này các bạn nhìn rất rõ, và cái con linh vật này rất có hồn, nó cảm giác nó đang như đang múa, đang nhìn các bạn đúng không? Nếu như các bạn xem kể cả qua YouTube thôi, cái cảm giác nó đang nhìn mình. Đấy, cảm giác rất có hồn, nó nghiêng nghiêng cái đầu và hai tay nó vẫy múa hai bên, cảm giác như là có cái sừng các bạn, nó rất là điệu nghệ. Xem cảm giác cái linh hồn của con này nó rất là mạnh mẽ. Đấy, đứng ở cái vị trí này thì đẹp phê lắm các bạn ạ. Đấy, và cái em đang sờ vào cái cục lu đấy, cảm giác như là cái cục đá đấy các bạn nhé. Hoa thạch luôn anh nhỉ? Đúng rồi, nó hoa thạch, nó hòa quyện với đá. Nếu đứng nhìn xa thì không phát hiện đó là lu hay đá đó. Đấy, nếu như đúng mặt đẹp thì đấy, phải nhìn cái vị trí này, rất có hồn các bạn ạ. Phê lắm, đó thực sự đây một cây này mà đứng mà cảm giác luôn. Nhìn cảm giác nó tạo một cái cảm hứng trong người. Nhìn rất có hứng thú để ngắm cái tác phẩm này mà ngắm mãi không chán các bạn. Đây anh mới chuyển sang cái chậu này.
Nhưng mà thực ra để cái chậu trước thì cảm giác cái cây nó tôn tôn hơn. Cái chậu này cảm giác nó hơi bị nuốt cây. Cây nó hơi nhỏ mảnh, nhưng cái chậu này nó hơi nặng. Nhưng đúng đúng để cái chậu ngày trước mình nhìn cảm giác nó đẹp hơn. Cái cây nó thể hiện cái cây nó tôn cái cây hơn. Và đây là cái tác phẩm thứ hai mà tôi muốn giới thiệu tới các bạn, đó chính là cái tác phẩm cây ngai vàng đất Việt. À, xin chào. Cái tác phẩm này là một trong những hai cái tác phẩm mà đã làm lên dấu ấn lịch sử cho anh Nam, mà nghệ nhân làm lên tác phẩm và tác phẩm lại làm lên tên tuổi cho nghệ nhân. Đấy, cái tác phẩm cây này chính là cái cây ngai vàng đất Việt, đại diện cho cái cây xanh Nam Điền, dòng xanh Nam Điền. Còn cây linh vũ Đăng Sơn lúc nãy là đại diện cho cái dòng sinh quê các bạn ạ. Và hai tác phẩm này đã làm nên tên tuổi cho anh Nam Lê. Nhờ có nghệ nhân mà tác phẩm được lên ngôi, và cũng nhờ có tác phẩm mà nghệ nhân cũng được nổi tiếng. À đây, anh Nam đây rồi. Vâng vâng vâng, xin chào anh. Anh em chụp kiểu ảnh. Đây, tôi đang muốn nói nên là nghệ nhân làm nên tác phẩm, và chính tác phẩm cũng đã làm nên tên tuổi của cho nghệ nhân. Đây chính là anh Nam Lê, chủ nhân tác phẩm. Khi đến tác phẩm cây ngai vàng thì rất nhiều anh em cứ đứng để thân tượng và để chụp ảnh cùng với tác phẩm và chủ nhân của tác phẩm. Thực sự một cây đang được rất nhiều anh em thân tượng, rất nhiều anh em yêu thích cái tác phẩm như thế này, và xa gần thì ai cũng đến để muốn được ngắm nhìn cái tác phẩm. Anh Nam ơi, anh có chia sẻ gì về anh em yêu cây trên cả nước với cái tác phẩm của mình không, một chút xíu? Mình có một cái chia sẻ, đó là khi mình đam mê thì mình phải đốt cháy được hết cái đam mê, không có gì là không chịu. Vâng, tức là phải thỏa mãn cái đam mê của mình anh ạ. Và tức là làm sáng tác làm sao mà phải hết mình. Tức là cái khi mình sáng tác cây là phải sáng cho nó bùng cháy hết mình, chứ không có cái sự đốt cháy giai đoạn nào, đúng anh ạ? Mình cứ đàng hoàng, cứ chậm chậm thôi, rồi đến đích thôi mà. Để thể hiện làm sao mà cái cây nó tỏa sáng nhất, cho nó thỏa mãn cái tâm trí của mình, cái sự sảng khoái của mình, đúng anh ạ? Và mình thì cũng cứ trước tiên là cứ đam mê và cũng cố gắng dần dần. Và từng bước một thì xong, thì đến ngày hôm nay thì nó cũng có được cái thành quả. Và đó là có được cây mang đi chơi, đó là cái điều rất là vui. Và em cũng thường phân tích về cái tác phẩm này là anh Nam Lê là người đã tạo lên hai cái tác phẩm cây ngai vàng và cây linh vũ Đăng Sơn, là hai cái anh là người tạo lên hai tác phẩm nổi tiếng, và chính hai cái tác phẩm nổi tiếng đó lại tạo nên cho anh là một người nổi tiếng. Đấy là một cái sự qua lại với nhau, tức là chủ thì tạo ra cái cây và cái cây lại tạo lên thương hiệu cho chủ nhân, có phải không anh ạ? Mình và cứ cố gắng thôi, chứ dần dần thôi. Và đấy là cứ thường thường là mình cứ làm, trong cái lúc làm mình cứ cố gắng thì dần dần nó có được cái thành quả, và mình cũng có được nhiều cái nhìn, nhiều cái kinh nghiệm được tốt hơn. Và sau đó thì mình lại có những cái kinh nghiệm đó mình lại mang chia sẻ. Và vừa rồi em thấy anh lại những cái chương trình anh cắt cây, anh làm cây thì anh lại quay video chia sẻ với tất cả những anh em yêu cây trên cả nước. Chính vì thế bây giờ anh gần như là một cái người thầy ở trên mạng, và rất nhiều anh em yêu cây, mến cây và quý anh để được làm theo, học theo. Nói là mình biết đến đâu mình chia sẻ đâu. Vâng, đấy là cái gọi sự chân tình mà anh chia sẻ. Đấy, cái đấy mới là cái mà là ít người có làm được như thế anh ạ. Vâng, em xin cảm ơn anh nhé. Và thay mặt tất cả anh em yêu cây trên cả nước, cảm ơn anh với những cái tâm huyết của anh này, về cái anh chia sẻ với anh em trên cộng đồng mạng về những cái kỹ thuật để tạo tác của mình. Đấy. Và đến bản thân em xem em cũng học được rất nhiều từ anh. À, anh ạ, em cảm ơn anh nhé. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Rồi, bonsai lĩnh vực xin được kết thúc video ở đây. Cũng qua cái chia sẻ của anh Nam Lê thì cho thấy anh là một nghệ nhân, phải nói là vừa có cái năng lực rất giỏi, nhưng về cái phong cách con người của anh lại chia sẻ rất là nhiệt tình với anh em cộng đồng yêu cây trên cả nước, để tất cả mọi người cùng có thể cảm nhận được về cái cây cảnh nghệ thuật và có thể làm được. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo nhé. Rồi.
chân đâu. Chân đẹp quá. Mình.